Cả rừng hoa anh đào, một khi có ánh đèn rọi vào, cả dãy cây sẽ ánh lên màu hồng phấn lấp lánh, đặc biệt bắt mắt trong buổi tối, thu hút rất nhiều du khách dần bước để thưởng ngoạn dạ anh. Nơi du khách đến ngắm hoa anh đào đêm chính là nông trại ù liễn. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 2, hơn 20 giống cây anh đào khác nhau trong nông trại, đua nhau nở hoa. Phía quản lý nông trại đã cho rọi đèn vào các cây hoa anh đào Penglady để tạo nét lãng mạn về đêm hoàn toàn khác với ban ngày. Theo ông Hồ Phát Thao, Phó Giám đốc Nông trường U Liễn cho biết, vào mùa hoa anh đào nở, mỗi ngày từ 6 giờ tối cho đến 9 giờ tối, đều mở cửa để người dân đến chụp hình. Chỗ ngắm hoa anh đào đêm nằm ở phía trước trạm y tế, nhìn rất thơ mộng. Hiện tại, số cây hoa anh đào đang nở hoa chiếm khoảng 20-30% cho đến tổng số cây trong nông trại. Nhiều nhất là hoa anh đào ở Nã Cù đã nở hơn 40%. Nếu người dân muốn ngắm hoa, phía nông trại cho biết Thời gian ngắm hoa tốt nhất là từ ngày 12 tháng 2 cho đến ngày 18 tháng 2. Ngoài ra, không chỉ nông trại ù liễn, hoa anh đào và hoa mai tại nông trại Phúc Thọ Sơn cũng đồng thời nở rộ. Vương Thiên Anh ở đây dự kiến sẽ mở cửa từ ngày 14 tháng 2.